Sau khi mà chúng ta bắt đầu nắm được cái quy tắc để tạo master rồi format định dạng trang, quan trọng là nhập tài liệu vào trong InDesign như thế nào, hay là giống như vừa nãy chúng ta nói đấy, nôm na là mua gạo, mua thịt, mua rau về rồi thì bắt đầu đưa vào nhà bếp như thế nào. Đó. Thì chúng ta sẽ làm việc với những cái gì ở trong InDesign nào? Trước hết là chữ đã là tài liệu nhiều trang thì trước tiên là để đọc, đơn giản nhất là để đọc thì chúng ta sẽ nhập chữ, rồi chúng ta nhập ảnh minh họa, nhập ảnh, nhập các cái hình vẽ minh họa vân vân. Thì chúng ta sẽ làm việc như sau. Trước hết là chúng ta nhớ là trong tài liệu InDesign thì chúng ta sẽ phải chứa tất cả mọi thứ vào trong cái hộp đã. Đấy, cái gì cũng ở trong hộp, text cũng ở trong hộp, ảnh cũng ở trong hộp, hình minh họa cũng ở trong hộp. Và chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta vẽ hộp ra trước nếu như mà chúng ta có một cái phát thảo trước. Đấy là cách làm cổ điển, là gì? Người ta sẽ phát thảo trước trên giấy hoặc là gì đó để có được một cái bố cục, là chỗ này đặt tiếp, chỗ kia là ảnh, chỗ kia là đồ chữ. Thế thì phương pháp cổ điển là người ta sẽ làm phát thảo trước và sau đó thì người ta sẽ vẽ ra các hộp đúng quy cách, đúng tỷ lệ, đúng vị trí như là cái bài mẫu, rồi người ta mới đưa các cái dữ liệu vào trong cái hộp đó. Thế còn một cách thứ hai thì thường là cứ đưa vào đã, rồi sau đó thì tùy nghi mà sắp xếp, rồi thì lúc ấy mới cân đối bố cục, rồi mới tìm tòi các cái cách đặt chỗ nào to, chỗ nào nhỏ sau. Thế bây giờ tôi lại làm một cái tài liệu như thế nhá. Bây giờ A4 này, facing page này và dạng trang đứng. Ok đi. Bây giờ chúng ta sẽ nhập liệu vào. Thế thì trước hết là khái niệm như tôi vừa mới nói là chúng ta cần phải có những hộp chứa đã. Đấy, hoặc là nếu chúng ta đưa tài liệu trực tiếp vào thì nó cũng sẽ tự tạo ra hộp chứa cho chúng ta. Trước tiên là chúng ta nói về văn bản. Đấy là cái thứ mà nhiều nhất ở trong các cái tài liệu nhiều trang. Thì về văn bản chúng ta sẽ có 3 cách đưa văn bản vào. Thực ra thì nó cũng không hẳn là không thể làm các việc ở trong cái design. Riêng về văn bản thì tôi nói luôn là các bạn có thể trình bày mọi thứ, út làm được cái gì thì InDesign nó làm được cái đấy, mạnh không kém, mà có khi nó còn có thể trình bày một cách kinh khủng hơn. Thế cho nên là đầu tiên là chúng ta có thể là tự nhập văn bản vào trong Word như là vào trong InDesign như là Word. Điều kiện rất là đơn giản, các bạn sử dụng công cụ T này, các bạn nhấp chuột, các bạn vẽ ra một cái hộp chứa text to hay nhỏ tùy các bạn. Đấy chính là cái hộp chứa, và sau này chúng ta sẽ nhập văn bản vào đây. Sau khi mà hộp được vẽ thì chúng ta sẽ thấy dấu nháy, nó sẽ nhấp nháy ở đây và bắt đầu các bạn nhập văn bản vào. Đây, tôi bắt đầu gõ được một cái dòng chữ vào đây, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã có thể là nhập văn bản vào. Tuy nhiên bây giờ tôi cần một cái khối văn bản nó lớn một tí để mà chúng ta có thể là trình bày nhanh. Các bạn có thể là gõ đấy, hoặc là cách thứ hai là gì, các bạn copy từ một nguồn bất kỳ, chương trình nào tôi không quan tâm, ở một tài liệu được mở ra, có thể là một tài liệu đang có, hoặc có thể các bạn vào một trang web, các bạn copy nội dung text xong các bạn thả vào, thế nào cũng được. Cách thứ hai đó là gì ạ, paste từ một cái chương trình nào đó, từ một cái chỗ nào đó vào. Thế bây giờ tôi sẽ vào thử một cái trang để tôi lấy nhé. Tốt nhất là bây giờ chúng ta sẽ vào một cái trang theo cái kiểu gọi là cho cái nội dung để mà làm mẫu trình bày. Thì cái này cũng là một kỹ năng trong cái quá trình mà thiết kế. Các bạn làm mẫu thì nó sẽ có một cái hỗ trợ nó gọi là Lorem Ipsum. Không biết là các bạn đã nghe thấy nó bao giờ chưa ạ? Tức là một cái dạng mà cho một cái thứ văn bản mà cuối cùng lại không phải là văn bản. Trông thì rất giống như là chữ nghĩa nhưng mà nó chả có ý nghĩa gì cả. Đấy, nó chỉ mang cái tính chất là đặt vào lớp chỗ để cho chúng ta biết là cái chỗ này là cái khối văn bản thôi. Thì các bạn có thể là vào trong trang web
bất kỳ nào đó, trình duyệt bất kỳ nào đó, các bạn sẽ gõ cái chữ lorem ipsum cho tôi. Đây, lorem ipsum hoặc là lorem ipsum dolosit. Đấy. Thế bây giờ các bạn bấm vào một cái, nó sẽ liệt kê cho các bạn một loạt các cái trang mà cung cấp cho các bạn cái dạng văn bản lorem ipsum đó. Và bây giờ các bạn chỉ việc là gì đấy ạ? Bấm vào trang, sau đó thì nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái khối văn bản theo dạng lorem ipsum đó. Các bạn nhìn thấy là trong này có rất là nhiều chữ, nhưng mà thực ra chúng ta so sánh với tất cả những ngôn ngữ mà chúng ta biết thì nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nó mang tính demo, mang tính gọi là giữ chỗ thôi. Thế bây giờ các bạn chỉ việc là rất là đơn giản là các bạn làm sao đây ạ? Bối đen, các bạn copy lấy cái khối văn bản này cho tôi. Sau đó thì chúng ta copy nó và chúng ta sẽ paste vào cái văn bản của chúng ta. Đây, paste vào. Đến đây thì tôi đã có một khối văn bản trông rất là dày dặn rồi. Thì đây là cách thứ hai, đó là paste vào. Paste vào thì có hai cách. Nếu như các bạn đã vẽ hộp text ra thì các bạn đặt chọc chuột vào trong cái hộp text đó và các bạn dán từ cái dấu nháy vào. Còn nếu mà các bạn dùng cách đưa bằng cách đơn giản thế này thì đây các bạn lưu ý này, chúng ta nhấn Ctrl V hoặc là Edit Paste đúng không, thế nó sẽ đưa một cái khối văn bản vào như thế này cho các bạn. Sau đó thì các bạn có thể là gì đây, kéo nó vào trong cái trang của mình, sau đó thì các bạn căng ra làm sao cho vừa với cái cột thì các bạn sẽ có cái khối văn bản đó. Và hộp lúc này thì nó tự phát sinh, chúng ta không phải làm gì hết, không vẽ hộp thì nó sẽ tự phát sinh ra hộp. Thế đây là cách thứ hai nhé. Còn cách thứ ba là gì? Cách thứ ba là chúng ta sẽ nhập một cái nội dung văn bản từ một file Word vào. Ok, vậy thì bây giờ tôi phải chuẩn bị một cái file Word để tôi lấy nội dung. À, chúng ta khởi động Word lần này. Và sau khi khởi động Word xong thì chúng ta sẽ tạo ra một văn bản Word. Tốt nữa là nên dài dài một tí, tại vì sẽ có nhiều điều để nói khi mà một cái văn bản nó dài. Bây giờ tôi dán vào này. Ctrl V. Ok, bây giờ lại Ctrl V tiếp. Ok, chúng ta có một cái văn bản rất là dài. Bây giờ tôi lưu lại. Nhầm rồi, lại định lưu vào trong trong ổ Clouds này, gửi đi, lưu ở computer đi. Sao vậy? À không, thay vì chúng ta gõ mà. Bây giờ tôi đang nói rằng là tài nguyên thay vì là chúng ta gõ ở trực tiếp ở trong InDesign hay là copy thì bây giờ tôi sẽ nói tiếp là nhập nó như thế nào. Nhập nó khác hoàn toàn với chúng ta mở ra chúng ta bôi đen nhé. Đây, bây giờ tôi lưu rồi. Thế thì chúng ta đã có một cái tài liệu, nó có được gõ nội dung xong ở trong Word rồi nhé. Bây giờ các bạn xem này, tôi sẽ nhập tài liệu vào theo cách thứ ba. Vừa rồi là tôi đã giới thiệu các bạn hai cách, một là chúng ta nhập trực tiếp này bằng cách là vẽ ra hộp text rồi chúng ta gõ trực quan ở trong InDesign. Cách thứ hai là chúng ta mở một tài liệu gì đó mà có chữ, chúng ta copy cái đoạn text chúng ta cần và sau đó chúng ta dán nó vào trong
trong cái design. Và cách thứ ba là nhập cái nội dung ở một tài liệu Word đã có. Đây, cách làm như sau. Các bạn vào menu file và các bạn dùng lệnh plus, phím tắt của nó là Ctrl D. Thực ra thì cái lệnh này là lệnh dùng chung để chúng ta chèn tài liệu từ bên ngoài vào, bất kể nó là văn bản hay là ảnh hay là hình họa thì đều dùng một cái lệnh Ctrl D duy nhất này thôi. Thế còn nhập nội dung gì là do chúng ta kích chọn cái nội dung rồi nó sẽ đưa vào. Bây giờ tôi nhấn lệnh plus, sau đó thì tôi sẽ chỉ cho nó biết là tôi cần lấy nội dung ở trong cái tài liệu nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ vào cái tài liệu đó. Và tôi sẽ chỉ vào cái tài liệu Word mà tôi vừa mới tạo. Hoặc là nhấp nút, hoặc là chọn, sau đó thì Open. À, bây giờ thì nó nhảy ra một cái hộp thoại và nó nhắc nhở rằng là cái tài liệu Word mà tôi chọn này nó đang được mở bởi một chương trình khác. Đấy. Và nó không cho tôi nhập vào. Lý do vì sao ạ? Lý do rất là đơn giản. Nếu như tài liệu này đang được mở thì có khả năng nó sẽ bị chỉnh sửa. Và do đó thì đây không phải là bản cuối cùng, cho nên nó sẽ không cho phép tôi nhập vào. Đấy. Tài liệu gì thì còn dễ quan sát, nhưng một tài liệu Word rất là nhiều, không biết là nó sẽ sửa từ nào, không biết nó sẽ sửa trang nào, không biết nó sẽ sửa dòng nào, cho nên là nó không cho phép chúng ta nhập luôn. Nó yêu cầu là một tài liệu muốn nhập nội dung vào thì tài liệu đó phải đóng. Có nghĩa là hoặc là không sửa chữa thì cả, hoặc đã sửa chữa xong rồi. Và ok, chúng ta xác nhận là tôi biết cái việc này rồi. Ok, bây giờ tôi mới mở cái Word này ra và tôi sẽ thực hiện lệnh đóng các bạn. Close, đóng cái tài liệu đang mở này lại. Bây giờ tôi quay trở lại và tôi nhập lại này, file này, plus này, và tôi lại chỉ vào cái tài liệu vừa nãy. Lúc này thì sẽ không còn lý do từ chối gì nữa. Các bạn quan sát, sau khi nó nhận lệnh, nó đọc tài liệu xong, nó sẽ nhập toàn bộ cái nội dung của tài liệu đó và nó cho phép chúng ta nhập vào đây. Các bạn quan sát thì các bạn sẽ thấy là lúc này trỏ chuột nó có sự biến đổi. Nó sẽ có một cái biểu tượng nhỏ nhỏ là vài cái gạch đầu dòng giống như là một khối văn bản. Đồng thời nó lại còn nhập một cái mẫu văn bản ở đoạn đầu để cho chúng ta đọc, để xem có đúng là cái nội dung mà chúng ta cần nhập vào hay không. Bây giờ chúng ta có hai cách. Một là các bạn cứ nhấp thả trực tiếp đó. Ví dụ các bạn đặt ở góc của cái hộp này, các bạn bấm thì lập tức nó sẽ tự động nhận diện được cái cột của chúng ta rộng bao nhiêu, nó thả cái nội dung vào cho vừa với cột đấy luôn. Đấy. Nếu mà tôi sử dụng lệnh plus mà tôi không thả vào trang thì có cái gì khác không? Đây, tôi thả ra ngoài cũng không, nó bao giờ nó cũng nhận diện được cái độ rộng của cái cột hiện hành và nó sẽ bung ra bằng cái độ rộng của cột luôn. Các bạn sẽ thấy là nhặt vào cái là nó khớp luôn vào cái kích thước của cái cột luôn, bất kể là tôi thả vào trong trang hay là tôi thả ngoài trang. Đấy. Còn cách khác nữa thì là chúng ta sẽ muốn nó rộng bao nhiêu thì chúng ta không phải là bấm thả luôn, mà chúng ta bấm và chúng ta kéo rộng bao nhiêu, hẹp bao nhiêu thì chúng ta sẽ thấy cái cột nó ra rộng bấy nhiêu và nó sẽ chỉ thể hiện ở trong cái phần cột đó thôi. Nhưng mà một cái là mất chữ. Rồi ok, bình tĩnh. Rồi chúng ta sẽ nói dần đến cái vấn đề này. Đó. Thế bây giờ đây là một cột nhá. Bây giờ tôi mới format lại để thành nhiều cột xem nó thế nào nhá. Vào layout này, vào margin and column này, và tôi thiết lập lại ví dụ như hai cột. Ok. Bây giờ tôi lại thả nó vào. Plus lorem ipsum. Bấm này. Các bạn sẽ thấy nó tự động một cột hay hai cột, nó bao giờ nó cũng sẽ tự động nhận diện là bằng cái độ rộng của một cột và nó sẽ đưa vào đây. Thế cũng như vấn đề mà các bạn vừa mới thấy là các bạn bảo rằng là có rất là nhiều chữ vẫn còn đang thiếu chỗ. Đúng rồi. Khi thiếu chỗ thì các bạn nhìn thấy cái gì đây ạ? Một cái dấu cộng trong hình vuông đỏ này, nó báo rằng là không đủ chỗ cho cái khối văn bản này đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Lấy cái khối tách thừa này và đổ tiếp sang cái phần tiếp theo, đúng không?
tôi sẽ bấm vào đây để tôi câu cái phần tách thừa ra. Khi bấm thì phần tách thừa sẽ được treo vào trong cái đầu chuột của chúng ta và dấu đỏ nó mất đi. Đến đây là nó sẽ chứa vừa cái văn bản nó rồi. Và chúng ta có thể bấm tiếp vào cái cột thứ hai. Nó sẽ đưa cái khối văn bản tiếp theo này vào cột tiếp theo. Và tất nhiên nếu không đủ chỗ thì chúng ta lại thấy xuất hiện cái gì đây ạ? Xuất hiện cái dấu này tiếp. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp các trang thứ hai, thứ ba. Đó. Và tốt nhất là bây giờ tôi format lại cái này cho nó thành ra là hai cột đi. Chúng ta ôn lại luôn cái kỹ thuật vừa nãy. Layout, margin and column. Đó. Bây giờ hai cột. Ok. Và bây giờ chúng ta lại thao tác tiếp. Bấm vào đây, chọn cái khối văn bản. Và tôi lại chuyển sang cái cột này, tôi đổ tiếp. Nhưng mà như thế thì các bạn sẽ thấy rằng cái thao tác này lặp đi lặp lại rất là nhiều, tại vì khối văn bản là vô cùng dài. Bây giờ có cách nào để mà chúng ta sẽ giải quyết cái việc này đơn giản hơn, thay vì việc mỗi lần bấm xong lại phải câu cái đoạn văn bản thừa ra, thì chúng ta sẽ làm như thế này. Chọn để lấy khối văn bản thừa. Nhưng trước khi mà các bạn đổ tách vào cột kế tiếp thì các bạn nhấn giữ phím An giúp tôi. Quan sát cái dấu trước khi mà nhấn An và sau khi dần nhấn An nhé. Đây là trước khi nhấn An. Bây giờ tôi nhấn An này. Có thấy sự thay đổi không ạ? Đầu tiên là một vài cái vạch trông giống như khối văn bản. Nhưng khi mà tôi nhấn An vào thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có một cái đường uốn éo chỉ rằng là đổ từ cột nọ sang cột kia. Đúng không? Bây giờ tôi bấm này. Có điều gì xảy ra? Sẽ không còn cái dấu hiệu đỏ cột nữa, mà cái khối văn bản thừa bao giờ cũng được treo sẵn ở cái đầu trỏ chuột của tôi rồi. Để kế tiếp là cứ thừa thì lại đổ tiếp sang cột tiếp theo. Đây, and click, xong lại tiếp tục and click. Tất nhiên thao tác này sẽ làm rất nhiều mới hết được khối văn bản này. Vậy thì có cách nào khác để mà đổ một hơi cho hết cái này không? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp như sau. Bây giờ thay vì nhấn An, tôi sẽ nhấn Shift. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái dấu hiệu đây nhá. Bây giờ lại quan sát lại cái sự khác giữa An và Shift này. Đây là Shift này nhá. Và nếu như mà tôi nhấn An thì sao? Khác không ạ? Nó khác ở cái chỗ là cái đoạn cong cong để chỉ cái đường là từ cột nọ sang cột kia. Thằng An thì bắt đầu bằng chấm 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 rồi mới đến nét liền. Thế còn thằng Shift thì nó là một nét liền luôn. Đây, liền từ đầu đến cuối, một mạch từ đầu đến cuối. Và nếu bây giờ tôi giữ Shift tôi đổ thì sao? Nó sẽ tự động bò từ cột nọ sang cột kia. Hết trang này thì nó sẽ bò từ trang nọ sang trang kia. Và nếu trong trường hợp mà nó không đủ trang, nó tự động phát sinh ra cái trang theo mẫu đã có sẵn cho tới khi nào mà nó đổ hết được cái khối văn bản này thì thôi. Tuy nhiên chúng ta lại phải hiểu một cái vấn đề là như thế này. Cái thao tác này lại chỉ được phép dùng khi mà các bạn làm sách thôi nhé. Những cái gì mà nó không bị ngắt ra thì các bạn có thể đổ như thế này. Một tài liệu xuyên suốt từ đầu đến cuối thì ok, bao nhiêu trang cũng được, bao nhiêu cột cũng được, các bạn cứ thế các bạn đổ. Nhưng nếu như mà có cái trường hợp là giữa chừng các bạn ngắt ra xem tiếp ở trang nọ, xem tiếp ở trang kia thì tuyệt đối không bao giờ được dùng cái phím Shift này, mà chỉ được phép dùng phím An thôi. Thì bây giờ tôi mới lại quay trở lại một tí đẹo ở cái tạo trang mới này để tôi lại cho các bạn xem cái mà Primary Text Frame này vừa nãy tôi không chọn và bây giờ tôi chọn thì nó sẽ khác nhau cái gì. Đấy nhá. Tôi làm cũng khổ như thế đi. A4 nhá. Đúng không? Trang đứng nhá. Hai cột nhá. Tất cả mọi thứ như thế. Và bây giờ tôi nhấp OK. Nhưng mà khác biệt một cái là tôi đánh dấu là Primary Text Frame. OK. Đây là một tài liệu mới, trắng tinh, chỉ có một trang thôi, chia hai cột như thế này. Bây giờ tôi cũng nhập text vào cũng tương tự như thế. Place. Tôi cũng chọn cái tài liệu vừa rồi, rất nhiều trang. Đó. Bây giờ tôi đổ vào đây. Click. Các bạn sẽ thấy rằng là nó dừng lại một chút, nó tính toán. Và sau đấy, nó cũng có xuất hiện cái dấu đỏ để thông báo rằng không đủ chỗ.
và nó dừng lại một chút để nó tính toán, nhưng sau đấy thì tự nó sẽ phát sinh ra những cái trang và những cái cột để nó đổ một hơi. Cái thằng primary text frame đó chính là tương ứng với cái thao tác mà các bạn giữ shift vừa rồi đó, nhưng mà nó được chọn ngay từ đầu đấy, và nó sẽ tự phát sinh ngay khi mà nó không đủ chỗ theo đúng khuôn mẫu được yêu cầu. Như vậy là chúng ta có ba cách khác nhau rất rõ, đúng không? Gõ trực tiếp, nhập trực tiếp nội dung như là gõ trong Word ở trong InDesign. Cách thứ hai là mở một tài liệu nào đó ra, copy lấy cái nội dung, sau đó thì chúng ta dán vào cái chỗ mà cần thiết. Thế và cuối cùng, cách thứ ba là nhập toàn bộ nội dung tại một cái tài liệu mà nó đang được đóng. Nó sẽ tự đọc nội dung ở trong đó và nó sẽ câu cái nội dung đó về cho phép chúng ta nhập vào trong cái tài liệu InDesign, và sau đó thì chúng ta thiếu thừa thì chúng ta sẽ xử lý nốt, chúng ta sẽ đổ, chúng ta sẽ phát sinh cột, chúng ta sẽ phát sinh trang, vân vân, để chúng ta đưa tiếp các cái nội dung vào. Thế và phân biệt giữa cái primary text frame hay không primary text frame. Đấy, primary text frame thì cứ đổ vào là nó sẽ tự động xử cho đến khi nào hết chữ thì thôi. Thế còn cái kia thì chúng ta sẽ tùy nguy, lúc thì chúng ta nhấn shift, lúc thì chúng ta nhấn an, lúc thì chúng ta tự câu lấy cái văn bản thừa để chúng ta đưa tiếp sang các phần tiếp theo. Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ cho tôi là cái dạng primary text frame chỉ khi nào mà nội dung text nó chạy theo cái kiểu xuyên suốt từ đầu đến cuối thì các bạn mới được phép dùng cái đó. Còn cấm, ở đây tôi dùng luôn chữ cấm chứ tôi không dùng cái chữ là không nên nhé. Không nên thì chúng ta vẫn cứ làm, có thể chúng ta vẫn cứ làm, nhưng mà cái chữ cấm thì nó ở mức độ cao hơn, là không được phép dùng cái đấy nếu như mà không phải là sách. Tuyệt đối khi nào mà các bạn làm báo, các bạn làm tạp chí, những cái thứ mà nội dung nó có thể thay đổi chuyển xoạch, có thể giật từ trang nọ sang trang kia, có thể đổi vị trí, vân vân, thì những cái đó thì tuyệt đối các bạn không dùng cái primary text frame, và kể cả cái cách đổ bằng shift. Nói chung là tất nhiên là đây là vì là cái ví dụ cho nên tôi làm một cái trang nó rất là dài, nhưng mà ví dụ như là các bạn làm một cái bài viết ở trong tạp chí hoặc là trang báo thì nó không bao giờ dài như thế, nó cùng lắm là đến 2-3 trang là cùng, và cái việc mà đổ tiếp những cái khối nội dung mà nó chưa hết chỗ ấy thì nó cũng không mất quá nhiều thời giờ như là cái tài liệu đến cả chục trang như là tôi vừa mới làm mẫu như vừa rồi. Đấy. Thì trong cái quá trình mà làm như thế thì các bạn sẽ thấy rằng là tùy vào cái thao tác, tùy vào bài ngắn dài mà chúng ta sẽ chọn cái cách làm sao cho nó phù hợp. Thế còn Chiến mới hỏi là thì út thế thì tại sao lại không mở ra mà copy mà paste vào? Thì ví dụ như bạn sẽ thấy rằng là cái thao tác mà copy ấy thì chúng ta lại phải mất công chọn, chúng ta phải mất công bôi. Thế còn cái lệnh paste này thì chỉ cần ra lệnh là nó sẽ tự động, nó sẽ lấy hết cái nội dung một lần cho chúng ta để chúng ta đổ vào. Chúng ta không phải mất thao tác là mở ra này, xong lại bôi đen cái phần cần copy này. Nếu mà 1-2 trang thì tất nhiên là chúng ta cũng có thể đặt trỏ chuột vào, xong rồi chúng ta Ctrl A để chúng ta lấy, đúng không? Còn nếu không thì nếu mà theo kiểu bôi đen thì nó hơi mất thời gian đấy, nếu mà tài liệu nhiều trang. Đấy, cho nên là cái lệnh place thì nó tiện hơn ở cái chỗ đó. Đấy, thì như vậy là hôm nay chúng ta đã làm quen được mấy cái khái niệm đấy rất là cơ bản ở trong cái design. Có lẽ là với cái buổi đầu này thì tạm thời là như thế. Tôi cũng sẽ chưa giao bài tập gì đâu. Các bạn về làm sao xem lại và xử lý cho nó thật trơn tru những cái vấn đề mà hôm nay chúng ta đã trao đổi. Thế còn đến bắt đầu buổi sau, khi mà hướng dẫn thêm các cái nội dung khác, khi mà đưa vào trong cái InDesign được rồi đầy đủ cả ảnh, cả hình minh họa và những cái yếu tố khác và những cái quy cách trình bày, chúng ta phải nói được sơ bộ với nhau đã, thì đến lúc đấy thì bắt đầu có cái hướng dẫn và sẽ có những cái bài tập cụ thể để giúp các bạn có thể là trình bày được cái bắt đầu làm quen với cái việc là dàn trang và trình bày ở trên nền tảng InDesign này.